Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng John. Bây giờ thì đang là 12 giờ trưa của ngày mùng 5 tháng 10 năm 2021. Trong bản tin buổi trưa này thì xin phép tôi chia sẻ với các bác cái quan điểm cá nhân của tôi về cái băng ghi âm mà liên quan tới đại tá Đinh Văn Nơi. Đầu tiên, đại tá Đinh Văn Nơi là một cái người tuyệt vời. Báo cáo với các bác là một giám đốc công an tuyệt vời. Tôi vẫn lấy giám đốc công an của Đồng Nai là anh Vũ Hồng Văn hay là giám đốc công an của An Giang là anh Đinh Văn Nơi là một trong những cái ví dụ điển hình của công tác luân chuyển cán bộ. Khi mà những giám đốc công an này chuyển từ tỉnh khác, không phải cái nơi của mình phát triển, sang một cái tỉnh khác, thì với những người dũng cảm như là anh Vũ Hồng Văn hay là như anh Đinh Văn Nơi thì họ sẽ không bị thao túng bởi những cái lợi ích nhóm, không bị có những cái mối quan hệ chằng chịt nơi họ lớn lên, nơi họ phát triển, để mà mạnh dạn làm những cái vụ án lớn. Hôm nay thì nói về anh Đinh Văn Nơi, anh Vũ Hoàng Văn thì quá nhiều rồi. Anh Đinh Văn Nơi thì báo cáo với các bác rằng là có những cái dấu mốc của anh Đinh Văn Nơi. Ví dụ như là chỉ trong vòng có khoảng 3 tuần đầu về, anh đã phá khá nhiều vụ án liên quan đến an ninh trật tự. Đấy là một. Cái thứ hai nữa, anh không ngại động vào giới chính quyền. Có nghĩa rằng là các bác nhớ là cái vụ hàng gian hàng giả tại một nhà của một vị thượng tá. Tiếp nữa, các bác có thể thấy rằng là anh đã làm vụ 10 tường. Vụ 10 tường thì bà Hạnh đó, có tên gọi thường gọi là 10 tường, là một cái người mà đã thao túng một địa bàn buôn lậu cực kỳ rộng lớn, đến mức độ mà trong cái thời kỳ 10 năm bà đã từng tuyên bố rằng là bà đã tuyên bố rằng là hơn 100 km đường biên giới của An Giang là của bà đó, và bà ấy khoe những quan hệ rất cao và rất sâu. Đó là cái điều mà các bác có thể nhìn thấy. Nhưng mà anh Đinh Văn Nơi là anh ấy bắt luôn, anh ấy hốt liền. Các bác nào nhớ lại cái bài phát biểu chấn động đó, tôi sẽ để bài phát biểu đó ở đoạn sau video thì các bác cùng theo dõi, nhớ lại lời của anh Đinh Văn Nơi. Nhưng các bác có thể thấy rằng là có những sự việc mà nếu như không cẩn trọng là rất dễ bị gọi rằng là người ta gọi rằng là bị một cái âm mưu nào đó làm thao túng để mà hoặc rằng là để mà hạn chế cái việc mà ông na là làm việc của mình. Một cái vụ đỉnh điểm mà các bác có thể thấy đó là một tên tội phạm đã bỏ ra tới tận 20 tỷ đồng để với mục đích rằng là hãy điều chuyển anh Đinh Văn Nơi này sang cái cơ quan khác, sang cái chỗ khác. Thì đó là các bác có thể thấy được là vụ này là vụ chấn động. Và anh Đinh Văn Nơi ở đó là rất nhiều người không thích. Tôi xin miễn bình luận về việc rằng đoạn ghi âm là đúng hay là sai. Về việc này là bên phía của chính anh Đinh Văn Nơi đã xác định, đã xác nhận. Và đó là đoạn video bị cắt ghép. Và Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nói rõ cái việc này rồi. Và đối tượng theo thông tin mới nhất là cắt ghép chỉnh sửa video cũng đã bị anh Đinh Văn Nơi triệu tập. Mọi thứ, mọi việc làm của anh Đinh Văn Nơi rất công khai. Đặc biệt anh luôn gắn với dân, vì dân và làm việc. Như câu nói của anh, phải dựa vào dân mà làm, và vì nhận lương của nhân dân cho nên phải phục vụ dân chứ không phục vụ ông bà nào hết. Đó là cái lời rất chân thành và quyết liệt của anh Đinh Văn Nơi. Tôi xin chia sẻ với các bác thế này. Trong cái đoạn ghi âm đó thì có một cái đoạn mà tôi vẫn nhớ mãi. Đó là cái đoạn mà anh ấy nói về người ở vùng quê khác về. Các bác nào mà nghe cái đoạn đó thì các bác sẽ thấy, tôi cũng sẽ để cái đoạn ghi âm bị cắt ghép, tôi nhấn mạnh lại nha, đoạn ghi âm bị cắt ghép nha, nhưng mà thôi tôi không đưa nữa đâu, bởi vì trong đó nó có vài cái. Nhưng mà tôi thể mô tả với các bác thế này, đó là trong cái đoạn video đó thì bị ghi âm đó thì anh Đinh Văn Nơi đã nói về những người dân của mình rất đỗi thân thương đó. Tôi tin rằng duy nhất cái đoạn này là thật, còn cắt ghép để vào cho thành bối cảnh thì nó là chuyện khác. Còn cái đoạn này là đoạn anh nói với người dân của mình rất đỗi thân thương và rất đỗi yêu dân, thì tôi tin rằng đoạn đó là thật. Và các bác có thể tưởng tượng được vụ đấy là như thế nào. Cho nên tôi tin rằng là vẫn có một cái thế lực nào đó không muốn anh Đinh Văn Nơi làm việc ở đó, không chỉ là giới tội phạm, đúng không? Tôi hy vọng rằng anh Đinh Văn Nơi sẽ điều tra vụ án này để mà ra được nhiều, nhiều điều khác nữa. Và tôi tin rằng là sẽ được rất nhiều điều đó, rất nhiều cái bí mật bí ẩn đằng sau đó. Bây giờ trở lại câu chuyện thì
Tôi xin phép được trích dẫn một bài viết của bài của nhà báo Hoàng Linh nói về anh Đinh Văn Nơi để các bác có thể thấy anh Đinh Văn Nơi là như thế nào với người dân và anh ta làm sao. Đây là trên Facebook của nhà báo Hoàng Linh, thì nhà báo Hoàng Linh đã viết thế này. Tôi cho to lên để các bác có thể nào đọc được rõ ràng. Mời cà phê giám đốc Nơi, và cái phần dấu sao là ý kiến riêng của Hoàng Linh. Bài viết được trên báo Tuổi Trẻ. Đó là tình cảm của nhiều người, mời cà phê giám đốc Nơi. Đó là tình cảm của nhiều người sáng nay gửi đến ông Đinh Văn Nơi, giám đốc công an An Giang, như sự chia sẻ về sự cố cắt ghép clip đang gây xôn xao dư luận. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online thì ông Lưu Vĩnh Nguyên, trưởng ban nội chính tỉnh ủy An Giang cho biết, sau khi xuất hiện file ghi âm cuộc nói chuyện được cho là của Đại tá Đinh Văn Nơi, giám đốc tỉnh công an tỉnh An Giang, với cựu bí thư mà nói về chủ tịch đương nhiệm Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang không cho rước đón người dân về, gây xôn xao mạng xã hội. Sáng cùng ngày thì Ban Thường vụ tỉnh ủy An Giang đã có cuộc họp khẩn. Sau khi nghe Đại tá Nơi trình bày và các thành viên Ban Thường vụ thảo luận, có thể thấy đây là câu chuyện bịa đặt, file ghi âm đã bị cắt ghép nhằm vu khống, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ. Theo ông Nguyên, đối tượng xấu đã lợi dụng tình hình phòng chống dịch bệnh của An Giang và cả nước đang diễn biến phức tạp, nhất là lượng người của thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, v.v. về An Giang hiện nay là gần 30.000 người, để bịa đặt, hạ thấp vai trò của lãnh đạo tỉnh. Thời gian qua, công an tỉnh An Giang đã có mặt ở mọi mặt trận để giúp dân và phòng chống dịch. Lãnh đạo tỉnh An Giang cũng đã trực và lo cho dân ngày đêm và thậm chí trực tiếp đến chốt để đón người dân, nên bọn xấu đã tìm mọi cách để hạ uy tín trong giai đoạn này, ông Nguyên nói. Ông Nguyên khẳng định, từ trước đến nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình không hề phát biểu chuyện không đón công dân. Ông Bình luôn đi đầu trong việc phòng chống dịch, đi đầu trong an dân, chăm lo xã hội lúc đại dịch và việc đón người dân về quê. Sáng mùng 4 tháng 10, anh Nguyễn Thanh Bình đã kết luận tiếp tục đón người dân, không thể không được để dân về quê mà khó khăn, phải đảm bảo an toàn nghiêm ngặt trong phòng chống dịch bệnh tại các huyện, đảm bảo an toàn đi lại, ông Nguyên thông tin. Ban nội chính tỉnh ủy tỉnh An Giang đã có báo cáo về Trung ương để chỉ đạo làm rõ mục đích, ý đồ của nhóm người lợi dụng tình hình dịch bệnh để chống phá nội bộ. Ban Thường vụ tỉnh ủy An Giang đã có chủ trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định, vì đây không còn là chuyện cá nhân nữa mà trở thành chuyện của tỉnh. Liên quan đến vụ việc này, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết cơ quan điều tra công an tỉnh An Giang đã xác định được nghi can có liên quan đến việc tổ chức ghi âm, cắt ghép và tung lên mạng nhằm hạ uy tín lãnh đạo tỉnh. Hiện người này đã bị cơ quan điều tra triệu tập để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Và đây là đòn tấn công rất thâm độc và sẽ gây khó khăn cho không ít đại tá Nơi. Tất nhiên, đó không chỉ là chuyện. Đây là phần ý kiến của Hoàng Linh nhé, của nhà báo Hoàng Linh. Đây là đòn tấn công rất thâm độc, sẽ gây khó khăn không ít cho đại tá Nơi. Tất nhiên, đó không chỉ là chuyện An Giang đón hay không đón dân về. Đúng như phần trả lời trên thì An Giang là khá tốt trong việc đón dân cũng như là chăm sóc người cần hỗ trợ trong thời gian qua, mà đặc biệt nổi lên là vai trò của Đại tá Nơi và Công an An Giang. Và tôi nghĩ đây không chỉ là sự đùa vui của dân mạng hay hacker, mà là một âm mưu lâu dài. Đụng là chạm, Đại tá Nơi có những phát biểu làm nức lòng dân nhưng cũng sẽ làm nhiều người khó chịu. Như chuyện ông nói, ông khoái bắt những người quen biết lớn nếu họ phạm tội, càng quen nhiều thì càng bắt sớm. Và không chỉ nói, ông Nơi đã làm và làm rất quyết liệt. Kinh nhất là đám đắc tội với những đại gia, thống lĩnh vùng biên hàng thế kỷ nay. Táo bạo, Đại tá Nơi cho bắt bà trùm 10 tường và cây gia hệ của nó, bắt luôn cả bà trùm khác ở Sài Gòn. Mặc dù Việt Nam cơ bản kiểm soát được thị trường vàng và giá vàng, nhưng song trùng đó là những ông vua, nữ hoàng vàng thống trị cả tiểu vùng mà cơ quan an ninh hơn 30 năm rồi theo đuổi vẫn chưa triệt phá được. Từ thời ông 3N còn làm cục phó A17 phía Nam cho đến nay. Nhưng ông Nơi đã làm được. Những năm 1980, Sài Gòn làm mệt với giá vàng, cơn sốt giá làm suy kiệt nền kinh tế được ban ra bởi những ông già đi đường, gọi rằng là được ban ra bởi những ông già đi đường quyền thái cực thể dục. Buổi sáng ở công viên Văn Lang, nhà báo Trần Quang Thịnh đã công bố phóng sự về chùm vàng gây chấn động dư luận.
Những năm 1990, tôi và anh Huy Đức hoặc công tác độc lập hoặc được phối hợp với các tổ công tác đặc biệt ăn rầm rề ở biên giới Tây Ninh, Long An, An Giang, Kiên Giang, vân vân, và đủ thấy sợ về thế lực của các gia tộc vùng biên. A17 cũng phá được cây hệ vàng ở biên giới Tây Ninh, nhưng không ăn thua gì với gia tộc vàng mà Đại tá Nơi và Công an An Giang vừa sờ gáy. Tôi mong rằng Đại tá Nơi và Công an An Giang kiên cường và cũng cần khôn khéo hơn. Đó là lời nhận định của nhà báo Hoàng Linh, một người cũng là tham gia vào cái mảng điều tra đó, và cũng rất dũng cảm trong cái quãng này thời gian làm báo của mình. Báo cáo với các bác rằng với những người hiểu chuyện thì sẽ thấy rằng là cái việc mà chấn chỉnh vùng biên ấy, của Đại tá Đinh Văn Nơi, đó là một cái việc kinh khủng khiếp, chứ không chỉ đơn giản là bắt một vài người hay là thu một vài triệu đô hay rằng là thu được mấy chục ký vàng đâu. Đó là cái việc kinh khủng khiếp vì nó động đến một thế lực khủng khiếp luôn. Và rõ ràng rằng là cái câu chuyện Đại tá Đinh Văn Nơi 20 tỷ mà chuyển công tác ấy thì nó không phải là cái chuyện bình thường nữa. Báo cáo các bác như vậy. Và rõ ràng đây có một cái âm mưu nhắm vào Đại tá Nơi để làm suy giảm cái niềm tin mà chính quyền cũng như là nhân dân đang dành cho Đại tá Nơi. Chúng ta phải thật cẩn trọng những cái thông tin, bởi vì rằng Đại tá Đinh Văn Nơi là những người mà rất là công khai minh bạch, và các bác có thể thấy từng bước diễn biến của vụ án thì đều được cập nhật một cách chi tiết. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người, và các bác và mọi người hãy nghe lại cái lời của Đại tá Đinh Văn Nơi, một bài phát biểu nức lòng dân và hoàn toàn từ trái tim của mình. Cảm ơn tất cả các bác và mọi người. Thì cũng báo cáo với bà con cô bác, chúng tôi xử lý rất nghiêm túc. Đồng chí nào lập công thì chúng tôi khen thưởng và chúng tôi xem xét bổ nhiệm ở chức vụ quan trọng. Đấy. Mà đồng chí nào không lập công, có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, tham ô, hối lộ thì chúng tôi xử và điều chuyển ra khỏi lực lượng chiến đấu, thậm chí đưa ra khỏi ngành công an. Đây là một trong những vấn đề cương quyết của chúng tôi, bất kể là con cháu của ai. Tôi nói là tôi làm, bất kể là con cháu ai. Đây là một trong những vấn đề mà chúng tôi rất cương quyết. Và chúng tôi chấn chỉnh lực lượng công an phải từ tỉnh về xuống, từ ông giám đốc công an tỉnh về xuống công an xã. Đây là tôi nói, đây là thật sự mà một trong những cái tâm quyết của tôi. Ông giám đốc công an, ông không ăn hối lộ thì tất cả từ trên dạy xuống sẽ không nhận hối lộ. Ông nào nhận hối lộ lội ra khỏi ngành công an. Tôi nói cái này là một trong những cái sự tâm quyết và mục đích của chúng ta phải xây dựng lực lượng công an phải thật sự trong sạch vững mạnh, phải vì nhân dân phục vụ. Đây là một trong những vấn đề mà tôi cũng mong muốn bà con và nhân dân của chúng ta phải theo dõi và giám sát lực lượng công an. Số điện thoại của tôi luôn luôn lúc nào cũng được công bố trên là cổng thông tin điện tử của công an tỉnh. Nếu phát hiện đồng chí nào có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, hối lộ, khách dịch, cửa quyền, bảo kê, che là bảo kê tội phạm thì cứ nhắn thẳng vào đó, tôi xử lý liền tại chỗ, bất kể là con hay cháu ơi, tôi nói là tôi làm. Đây là một trong những vấn đề mà lực lượng công an sẽ tới đây sẽ phải vững mạnh để vì dân nhân phục vụ. Đấy, thì nên là tôi muốn nói với các đồng chí, chúng ta phải tất cả tụi tôi ở đây, tụi tôi cũng lãnh lương của người dân của chúng ta thôi. Chúng tôi phải vì nhân dân thôi, chứ tôi không vì ai hết. Tôi nói thẳng, tất cả tôi nhận lương của người dân thì tụi tôi sống chết với dân, chứ tôi không có vì ai hết. Đây là một cái câu nói thật thà. Tôi nói thật với bà con cô bác biết. Và một cái việc nữa đó là tôi thấy rằng là cái đợt tấn công tội phạm này, tôi yêu cầu lãnh đạo công an huyện chú ý mấy việc. Một là chúng ta tấn công tội phạm, đây là mệnh lệnh của bộ trưởng và giám đốc công an tỉnh cũng đã phát lệnh rồi. Chúng ta phải đặt dưới sự lãnh đạo của đảng. Đấy, một số giải pháp mà chúng ta đưa ra thì phải đặt với sự lãnh đạo của bí thư và chủ tịch tỉnh, của chú bí thư và chủ tịch huyện, để là làm sao lãnh đạo cả hệ thống chính trị này vào cuộc, lực lượng công an làm nòng cốt để chúng ta tập trung chi quét. Bây giờ là một số chú bác cũng nói bây giờ là các tổ nè, các ấp nè,
thấy tệ nạn xã hội không báo, thấy tệ nạn xã hội sao mà không sự không phối hợp, rồi là tại sao mà cho thuê nhà, tại sao mà là cho thuê đất để mà các loại tệ nạn xã hội tồn tại trên địa bàn. Cái đó nó phải trách nhiệm hết, trách nhiệm của từng người hết, nó phải cả hệ thống chính trị thì mới xử lý được. Chúng ta quan niệm chúng ta không bắt người dân nhiều, chúng ta không bắt tội phạm để giam để dốt nhiều, mà chúng ta phải làm sao trên địa bàn chúng ta không có tội phạm, mà chúng ta không bắt được nhiều tội phạm, mà trên địa bàn chúng ta bình yên không có tội phạm, thì cái đấy là lực lượng công an mới giỏi. Chứ bây giờ chúng ta bắt nhiều, chúng ta giam giữ nhiều, để lại cái hệ lụy cho xã hội quá nhiều, thì như vậy lực lượng công an cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ. Do đó là phải đặt với sự lãnh đạo của cấp ủy đảng chính quyền, tức là của chủ tịch và của bí thư và chủ tịch, để chúng ta lãnh đạo một cách có khoa học. Tôi yêu cầu thế này, về tệ nạn xã hội đó, thì tôi yêu cầu là phải bắt được cái thằng cầm đầu, tức là chường gà lắc tài xỉu, thì ai tổ chức, ai cầm đầu, ai cho thuê đất, ai cho thuê nhà, xử lý cho được người đó và khởi tố cho được người đó. Đó, thì nên là cái này là cái yêu cầu đặt ra trong đợt tấn công. Cái thứ hai nữa là tội phạm ma túy. Tội phạm ma túy thì hiện tại là số vụ, số người nó rất là tăng. Nhưng mà chúng ta cứ đi bắt những cái người mà sử dụng, còn cái người vận chuyển, cái người mua bán để cung cấp ma túy cho địa bàn mình thì không chú ý là không được, là không ngay. Thì nên là bây giờ á, về tội phạm ma túy, tôi yêu cầu là xác lập chuyên án, xác lập hồ sơ hiểm nghi, triển khai biện pháp nghiệp vụ để tập trung bắt cho bằng được cái đối tượng vận chuyển, mua bán, cung cấp ma túy vào địa bàn của ta. Thì cái này là cái mà tôi nói lực lượng công an phải làm. Chứ chúng ta đừng có nói là bây giờ hôm nay là bắt ông này là cầm một tép đang sử dụng, ngày mai bắt ông tép sử dụng, làm như vậy là không có thể nào giảm được cái tội phạm ma túy. Đấy, để nên là tôi đề nghị là các đồng chí nên chú ý cái đó. Tội phạm ma túy thì nó sẽ xảy ra cái vấn đề trộm cướp, giật giọc và gây thương tích và gây mất an ninh trật tự. Đây là một số cái tội phạm, nó kéo theo một số cái loại tội phạm khác. Thì cái này là tôi đề nghị là muốn sàng lọc tội phạm ma túy thì cứ tập trung vào đây mà sàng lọc, thì nó lôi ra hết chứ đâu mà có gì đâu mà thoát được. Đấy, rồi buôn lậu. Thì buôn lậu thì bây giờ trên địa bàn mình là bao nhiêu đối tượng cầm đầu, bao nhiêu đối tượng đầu nậu, kho bãi ở đâu, có ai bảo kê không, có ai hùng không, thì lôi ra. Công an ai hùng, ai bảo kê thì báo cáo giám đốc, thì giám đốc có xử lý không? Nếu giám đốc không xử lý thì các đồng chí cứ để cho tồn tại. Tôi nói thẳng chứ các đồng chí đó, tôi mà bắt còn hơn bà bắt nữa, không bao giờ thả. Tôi nói rồi, đây là một trong những vấn đề mà tôi nói thật với các đồng chí là chúng ta phải quyết tâm như vậy mới được. Chứ bây giờ chúng ta đi bắt mấy anh đi là chợ làm đai, rồi mấy anh đi chợ thuê, chợ mướn, biết chừng nào bắt ông này á thì cái người chủ đầu nậu này nè lại thuê một cái người khác thì cũng lại như thế nữa. Nó cũng vậy thôi. Đây này, mấy cái điểm là xe đồ này kia nọ, tôi nói hồi nãy á, một số cái người mà người ta điện thoại trực tiếp lên trên cái hội nghị chúng ta đó, là mấy người đó là người ta phát hiện đó. Đấy, bây giờ là xe ăn ngay tại đây, truyền qua cả tại đây, tải ngay chỗ này. Thì cũng là các đối tượng là đầu nậu trên địa bàn này, thuê mấy ông này làm chứ ai làm. Mà đầu nậu là ai mình biết không? Làm sao không biết được? Kho bãi đâu sao không biết không? Sao không biết được? Đó, thì nên là tôi đề nghị là bắt mấy người đó đó. À, còn ba cái vụ làm thuê làm mướn á, thì nói gì nói á, thật sự ra cũng là có cái hoạt động phạm pháp. Nhưng mà nếu bắt mấy người đó đó là không phải là giải pháp để mà làm giảm đi cái tình hình buôn lậu. Thì nói là một cái số ý rồi các đồng chí nên chú ý. Mà tới đây là kiểm tra kế hoạch tấn công tội phạm thì phải trả lời cho bằng được là trên địa bàn có bao nhiêu đối tượng đầu nậu, và đối tượng đầu nậu này có xác lập hồ sơ chuyên án chưa, xác lập hồ sơ hiểm nghi chưa, đấu tranh tới đâu rồi, chừng nào bắt giữ, phải trả lời được cái đó.
chứ không phải mà nói chung chung được. Tôi kiểm tra kế hoạch tấn công là không nói chung chung. Đây, nên là tôi nói với các đồng chí là phải chú ý cho cái việc đấy để mà chúng ta thực hiện cho nó tốt chứ. Đấy, nên là về vấn đề này là, bởi vì tôi nói thật với các đồng chí luôn á, tôi nói với các đồng chí luôn á, tôi khi nào mà tôi xác lập chuyên án, khi mà giám đốc ra lệnh bắt giữ rồi á, thì tôi nói thật với các đồng chí thì chỉ có đi ở tù thôi, chứ không xử lý hành chính đâu. Mà lựa mấy người nào quen lớn tôi bắt trước, tôi lựa ai mà quen lớn có thế lực là tôi bắt trước. Bà Bùi Tường là tôi lụm rồi, phải không? Tôi nghe nói bà này quen lớn lắm, mà tôi nói là tôi bức đẳng gấp luôn, thử có bà quen cỡ nào. Bây giờ là chạy lo mà cho chết đó, chứ ở đó mà lo mà ở đó mà thế lực, phải không? Tới đây là còn nhiều nữa, lựa mấy ông nào làm lớn, mấy ông nào mà có quen lớn á, có thế lực á, có dân bảo kê á, để mình xử, để cho anh vậy đó, nó mới xã hội này nó mới công bằng, xã hội này nó mới bình yên được. Đấy là tôi nói, đây là một trong những cái mà chúng ta phải làm. Rồi cho dây lãi nặng, thì bây giờ cho dây lãi nặng này, trên cái địa bàn này nè, có công ty không, có công ty đòi nợ thuê không, có đối tượng tạm trú tạm vắng trên địa bàn mình không, hay là một số cái đối tượng á, là nó tạm trú tạm vắng ở cái địa bàn khác, qua tới giờ làm việc nó quay vô đây, nó tổ chức, mình có theo dõi không, mình biết công ty nó nằm ở đâu không? Chứ bây giờ mà đi gãi ba, đi thu lộn ba cái truyền đơn nó làm cái gì? Mình phát hiện nó đóng quân tại đó, mình khám xét liền, cho phép mà, vô trong đó giấy tờ à, giấy tờ cầm cố thế chấp lãi suất bao nhiêu thì khám xét ngay, có chứng cứ bắt giữ liền. Dễ quá, có gì đâu, ba cái đầu quỷ không có gì. Tôi nói thật chứ các đồng chí, quái mình là có chịu làm không? Rồi tôi nói thật với các đồng chí ba cái vấn đề game là diễn ra trên địa bàn, tuy rằng là các vị không có nhắc tới, mà cái game này nó cũng dấu hiệu trá hình, game nó trá hình cờ bạc, rồi tệ nạn trong này nữa. Thì về vấn đề này tôi đề nghị là phải thu gom, phải xử lý hoạt động mà không đúng giấy phép là phải dẹp. Về cái vấn đề đó là chạy xe mà quá tải á, thì tôi đề nghị này, xe này là phải có xe của cán bộ công chức không, xe có thế lực không, xe của ông này bà kia không, thấy không? Hay là xe này là có quen với mấy ông lãnh đạo không? Đấy, cái đây xe quá tải đó. Tôi nói với các vị, các đồng chí luôn á, nơi nào mà dân báo là tôi đưa lực lượng khác tới, tôi xử lý. Tôi bắt xong rồi tôi điều tra ra, nếu ai mà đứng sau lưng mà làm mà gây mất an ninh trật tự ngang nhiên là xử lý tới nơi tới chốn. Tôi nói mà nếu mà cán bộ công chức là tôi báo cáo cả bí thư tỉnh ủy, báo cáo chủ tịch tỉnh để xử cho nó nghiêm. Chứ bây giờ là dân người ta không làm mà mình đi làm, thấy không? Mình đi xử dân rồi cuối cùng mình không gương mẫu ở đâu được. Về vấn đề này là tới đây thì cũng phải là xử lý nghiêm. Về cái vấn đề mà đua xe trái phép á, thì cái này là phải quay phim, phải chụp hình, phải biết là biển số xe đó là của ai, ai đứng tên. Quay xong cái đi về mà phân tích ra con cháu của ai, nhà cửa ở đâu, thấy không? Xong rồi thì chúng ta qua bữa sau chúng ta phục rồi là coi như là đón tại nhà, rồi đón tại hiện trường thì bắt giữ, thu hết các cái loại xe đó, giam sạch hết. Quan trọng là chúng ta có đi làm không. Đấy, nên là cái vấn đề này ở đây đừng có nói là định nghĩa là không đua xe, thấy không? Cái vấn đề đấy là không đúng rồi. Chúng ta có làm tới nơi tới chốn chưa? Có đưa tiền với nhau qua lại, chúng ta có làm rõ cái đó chưa? Phải không? Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, chúng ta thấy nó đua nó nguy hiểm chưa? Chúng ta có quay phim chụp hình lại chưa? Chúng ta có giải pháp, chúng ta có bắt giữ chưa? Chúng ta có lấy lời khai chưa? Hành vi này có cấu thành tội đua xe chưa? Phải trả lời với người dân ta. Còn bằng không thì bây giờ phải tập trung mà làm. Mà tôi nói cái Châu Thành này là
người dân người ta gửi tin nhắn cho tôi rất nhiều về vấn đề đua xe. Mà tôi nói bây giờ á, thật sự ra mà nói, có chức càng, có cái chức vụ nó càng khó, mà giữ được cái chức nó càng khó. Có chức là phải lập công, mà giữ được cái chức á, là chúng ta phải giữ gìn bản thân mình. Có chức rồi mà không giữ gìn thì lơ mơ người ta lấy lại. Tôi nói thật với các đồng chí, vô trong kia, đưa quân vô trong kia, từng trước từng sau đều đi động đi, một số cán bộ một loạt đi hết, chứ không phải để như vậy hoài đâu. Đấy, rồi một cái việc nữa đó là tôi thấy rằng là cái vấn đề này là cái vấn đề quan trọng về tiếp nhận và xử lý tin báo. Thì ở đây tôi cũng báo cáo với bà con cô bác biết đó, là đi đây là chúng tôi đi cả cái hệ thống của tỉnh, tức là một số cái phòng chiến đấu của tỉnh, phòng cảnh sát hình sự, phòng cảnh sát môi trường, phòng thanh tra, phòng cảnh sát giao thông, rồi là một số cái phòng khác như phòng phong trào, phòng tổ chức cán bộ, ngồi đây mà lắng nghe, sau đó là phải về ghi chép và tham mưu cho tôi, chứ không phải là đi họp xong rồi về nghỉ đâu. Đấy, nói thật với bà con cô bác vậy đó, chúng ta phải làm cho nó rõ thế. Và một cái nữa đó là tiếp nhận và tin báo. Bây giờ là tôi nói nè, một số cái ý kiến phát biểu là tôi đánh giá, bây giờ dân báo tin thì có xử lý không? Thời gian vừa qua là một số chú nói là không có xử lý á. Cái thứ hai nữa là kênh thông tin để mà tin cậy để người dân báo. Tôi báo tin là phải bảo vệ cho tôi. Đấy, chứ không phải giống như cái chú hồi nãy chú phản ảnh hồi nãy là trời ơi mới báo về tới nhà lại chặn đường rồi. Cái đó là không được. Mai mốt ai dám báo. Rồi một cái nữa là về vấn đề từ đây tới Tết nè, việc gây mất an ninh trật tự, việc đánh nhau gây thương tích, hoặc nhiều cái vấn đề hoạt động gây mất an ninh trật tự, người dân người ta báo thì mình có đến liền không, hay là báo 2-3 tiếng sau mới đến? Cái này là cái vấn đề mà công an các đồng chí phải chú ý. Rồi một cái việc nữa đó là công an á, thì thấy tội phạm mà có xử lý không? Ví dụ như bây giờ các đồng chí đi xuống địa bàn, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, thấy đó mà có xử lý không? Một số người dân người ta nói mình không xử lý đó. Thì nên là cái này là mình phải ghi nhận, mình phải ghi nhận cái những cái vấn đề đánh giá của người ta và nhận xét và góp ý của người ta để mình về mình làm cho nó nghiêm túc. Rồi là tôi thấy rằng là các cái vụ việc là tiếp nhận tin báo, xử lý tin báo thì có nhanh không? Điều tra vụ án có khách quan không? Đó, mấy cái vấn đề này là tôi nói thật với các đồng chí. Các đồng chí đừng có lợi mà các đồng chí là nói là chú ơi tôi thương chú quá, làm ơn làm mấy cái này đi, dân người ta thương liền à. Làm cho tốt đi, dân người ta thương. Mà dân người ta thương rồi thì tất cả mọi vấn đề đều xong hết. Đó, như bác Hồ nói đó, khó dạng lần dân liệu cũng xong. Mà làm mà mất lòng tin người dân rồi thì đừng có hòng. Xuống dưới thì coi như là không thấy, không biết, không nghe, thì coi như lực lượng công an cầm sổ về thôi. Đấy, thì tôi nói một số ý như vậy để cho các đồng chí nên chú ý. Thì qua cái hội nghị này tôi cũng đánh giá rất là cao về cái hình thức và cái nội dung rất là phong phú, tạo cho bà con cô bác mình có nhiều cái kênh thông tin đó, từ cái vấn đề mà đóng góp qua thùng thư, từ cái vấn đề mà đóng góp trực tiếp hội trường, từ cái vấn đề mà đóng góp trực tiếp qua đường dây nóng, và một số cái bà con cô bác là chúng ta phát biểu rất là bài bản và rất là chất lượng. Đây là tôi nghĩ rằng là cái hội nghị nó rất là quan trọng, và mà tôi nghĩ rằng là đây là một cuộc sinh hoạt chính trị rất là quan trọng đối với các tầng lớp nhân dân của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải phát huy và cần phải nhân rộng và cần phải làm nhiều để chúng ta dựa vào dân, để chúng ta chiến đấu làm sao cho cái tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội làm sao cho nó đảm bảo và cho nó tốt. Và nhân dịp này tôi cũng thay mặt cho đảng ủy và ban giám đốc công an tỉnh xin chân thành cảm ơn đồng chí bí thư huyện ủy, đồng chí chủ tịch ủy ban nhân huyện, cấp ủy chính quyền địa phương đã có đùm bọc và giúp đỡ tạo mọi điều kiện cho lực lượng công an huyện Châu Thành thời gian vừa qua hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và cũng xin cảm ơn bà con cô bác đã cung cấp cho lực lượng công an của chúng tôi trong thời gian vừa qua rất nhiều thông tin có giá trị, giúp cho lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ về cái công tác an ninh chính trị trên địa bàn của tỉnh và nói chung, và cái địa bàn của huyện Châu Thành nói riêng. Tôi xin
Một lần nữa tôi xin là kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu cùng bà con nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin chân thành cảm ơn.